chương không mỗi người một cái tinh cầu bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com xem tin tức sao mới vừa báo tường nhất trung bộ nữ thần thành công thức tỉnh rồi tinh cầu đường kính đạt được 33 km chế chúng ta gian thành mới lịch sử ghi chép ngoà tàu thiệt hay giả mạnh như vậy không hổ là chúng ta gian thành đệ nhất thiên tài tắm tắc, đường kính vượt lên trước 30 km cái này chuyển hóa ra cao cấp năng lượng hẳn là không nói chơi a. À. Đâu chỉ đâu, coi như là chuyển hóa ra linh khí cũng có khả năng. Linh khí? Vậy coi như là tu tiên tinh cầu. Ai, đừng nói tu tiên tinh cầu, ta muốn là có thể chế tạo ra một cái võ giả tinh cầu liền thỏa mãn. Giang Thành thất trung. Giác tỉnh phòng bên ngoài. Một đám thanh xuân tràn đầy học sinh đang ở nhỏ giọng nghị luận ầm ý, hôm nay là giác tỉnh tinh cầu thời gian thỉnh thoảng sẽ có các loại tin tức kinh người truyền đến. Trên mặt mọi người biểu tình không đồng nhất. Có kích động, có ước ao, có khẩn trương, có vẻ mặt bình tĩnh. Đoàn người ở ngoài. Giang phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy đây hết thảy. Hắn xuyên việc nơi này có hơn nửa năm. Đã thành thói quen cái này thế giới kỳ dị. Ở chỗ này, chỉ cần tuổi tròn 18 một tuổi, thì có cơ hội giác tỉnh một cái tinh cầu, chuyển hóa xuất siêu phạm năng lượng. Tiến tới ở trên tinh cầu chế tạo ra các loại các dạng siêu phàm văn minh. Có người chuyển hóa ra cảm giác năng lượng, chế tạo thể bài văn minh, trên tinh cầu mỗi người đều là tạp tu. Có người chuyển hóa ra hồn lực năng lượng, chế tạo võ hồn văn minh, trên tinh cầu mỗi người đều là hồn sư. Có người chuyển hóa ra linh khí năng lượng, chế tạo tu tiên văn minh, trên tinh cầu mỗi người đều là tu tiên giả. Giác tỉnh thành công kém cỏi nhất cũng tương đương với sở hữu một khối thuộc với lãnh địa của mình. Trở thành người trên người. Mà giác tỉnh thất bại. Thì chung thân chỉ có thể là bình dân. Đại khái tỷ lệ vì khác tinh cầu chủ làm công. Lại không leo lên phía trên cơ hội. Có thể nói là một bước thiên đường, một bước địa ngục. Đối với mọi người mà nói. Cái này là trọng yếu nhất một cái thời gian. Rào rào. Giác tỉnh phòng cửa mở. Nhóm đầu tiên thức tỉnh học sinh lần lượt đi ra. Sắc mặt không đồng nhất. Giác tỉnh thành công vẻ mặt hưng phấn, nhảy nhót không ngớt. Thất bại lại là ủ rũ. Có mấy nữ sinh thậm chí tại chỗ khóc ra tiếng. Nhóm thứ hai thức tỉnh đồng học chuẩn bị tiến nhập. Trước cửa lão sư nhìn lướt qua phía sau xếp hàng đám người, cao giọng hô. Phía ngoài học sinh từng cái bắt đầu đứng thẳng người. Giang Phàm cũng ở nhóm thứ hai trung rất nhanh. Theo dòng người tiến nhập giác tỉnh phòng. Giác tỉnh phòng bên trong, mỗi cá nhân rơi tốt vị trí, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khẩn trương. Ở mỗi cá nhân trước người, tất cả bày lấy một viên trong suốt hình tròn thủy tinh cầu. Đây là chuyên môn dùng để thức tỉnh thủy tinh cầu, bên trong chứa một phần bổ nguyên chi lực. Phụ trách thức tỉnh tiếng của lão sư vang lên, nói: như thế này các ngươi tay nắm đặt ở thủy tinh cầu mặt trên, giác tỉnh ngay từ đầu, bổn nguyên chi lực liền biết chung chúc tụ vào đến các ngươi trong cơ thể. Trong lúc này, các ngươi có thể tiến hành tinh cầu giác tỉnh. Thế nhưng, nếu như bổn nguyên chi lực tiêu hao hết, còn không có giác tỉnh sinh mệnh tinh cầu. Như vậy, giác tỉnh liền đem kết thúc, giác tỉnh tuyên cáo thất bại. Phía dưới, mời các vị đồng học chuẩn bị sẵn sàng. Giác tỉnh lão sư quét đám người liếc mắt. Mỗi cá nhân đều không hẹn mà cùng đưa tay phóng tới trước người thủy tinh cầu bên trên. Giang phàm cũng không ngoại lệ. Sâu hút một khẩu khí. Tay phải chậm rãi về phía trước. Nhẹ nhàng mà đụng vào ở thủy tinh cầu bên trên. Không phải do giang phàm không thèm để ý, dù sao. Tinh cầu giác tỉnh chỉ có cái này một lần cơ hội. Giác tỉnh đi ra tinh cầu lớn nhỏ, đem quyết định mỗi viên tinh cầu tiềm lực tinh cầu càng lớn, càng dễ dàng chuyển hóa ra cấp bậc cao năng lượng. Nói thí dụ như ma lực, tinh lực, nguyên khí. Thậm chí còn linh khí đều có thể. Tinh cầu nhỏ nói. Chỉ có thể chuyển hóa ra cấp thấp năng lượng. Nói thí dụ như chân khí, cương khí, cảm giác lực chờ, các loại. Nếu muốn chuyển hóa ra cao cấp bậc năng lượng, tinh cầu đường kính ít nhất phải 15 km ở trên nếu như là 15 km trở xuống, như vậy. Đại khái tỷ lệ là cấp thấp năng lượng, chỉ có thể đi chế tạo tương tự với võ giả hoặc là thẻ bài như vậy văn minh. Giang Phạm trong lòng thầm nghĩ. Giác tỉnh bắt đầu. Theo giác tỉnh lão sư thoại âm rơi xuống. Một cổ năng lượng kỳ lạ từ thủy tinh cầu bên trong chảy xuôi mà ra. Đi qua giang phàm bàn tay phải. Từng điểm một tụ vào đến trong thân thể. Một lát sau. Giang Phạm phát hiện trong óc của mình. Đột nhiên nhiều hơn một cái mê mẩn mông mông không gian. Trong cái không gian này một mảnh hỗn độn. Không có bất kỳ vật thể. Trên dưới trái phải đều là cho người ta một loại hư vô cảm giác. Phản phất vũ trụ sơ khai gián dấp. Đây cũng là giác tỉnh không gian sao. Giang Phạm biết. Đợi lát nữa. Tinh cầu chính là ở trong cái không gian này đản sinh quan sát cái này giác tỉnh không gian một hồi. Xác nhận không có vấn đề gì phía sau. Giang Phạm bắt đầu bình tâm tĩnh khí, tập trung tinh thần. Hết sức chăm chú tiến hành tinh cầu giác tỉnh. Có thể giác tỉnh bao nhiêu tinh cầu, liền tại cái này mấy phút ngắn ngủi trong thời gian. Sách mới khởi hành. Cầu các vị đại lão chống đỡ. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.